dàn idol hướng nội của làng K-pop, Trương Cúc là INFP trầm tính. Winter thấy người lạ là bỏ chạy. 저는 쇼핑할 때 에어팟을 없으면 쇼핑을 못 해요. 아이가 얘기할 거. 전 사실 어떤 제품 찾으세요 하고 오면은 사실 나가요. 그게 얘기가 나이. Trái ngược với sự hoạt náo, vui vẻ trên sân khấu, khá nhiều thần tượng ngoài đời lại là người hướng nội, ít nói, nhút nhát khiến bao người bất ngờ đấy. Trương Cúc. Em út BTS nổi tiếng toàn cầu, thần thái hay dáng vẻ đều thân thiện, dễ gần, nhưng ít ai biết rằng thời gian mà Trương Cúc còn là thực tập sinh, anh chàng khá rụt rè, ít nói. Khi kiểm tra tính cách, kết quả của Trương Cúc cũng là INFP, là kiểu người trầm tính, khép kín và có phần nhút nhát. Dù sống nội tâm vậy nhưng Trương Cúc rất chịu khó giao lưu để tới gần fan hơn, đôi khi anh sẽ ngủ hay tập thể dục, nhưng với fan thì đó đều là những khoảnh khắc tuyệt vời. Winter. Gen 4 với những chàng trai, cô gái Gen Z năng động và hướng ngoại, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người hướng nội đó nha, điển hình như Winter của aespa chẳng hạn. Winter chia sẻ, từ nhỏ cô đã có ước mơ trở thành một idol, nhưng vì bản tính hướng nội, nhút nhát nên chẳng bao giờ dám thẳng thắn nói ra. Winter còn nói thêm rằng, hồi bé cô cực kỳ nhút nhát, đến mức không dám đứng lên nhấn nút xe bus khi đến trạm, đành đợi ai đó xuống thì bám theo họ. Tuy rằng hiện tại, Winter đã cởi mở hơn nhưng chỉ chút xíu thôi, vì cô nàng vẫn không thể đi mua sắm nếu không có tai nghe. Và mỗi khi có nhân viên tới hỏi giúp đỡ tư vấn là cô sẽ lảng đi rồi sau đó lập tức bỏ đi. Taeyeon. Dù đã hoạt động hơn một thập kỷ, cũng là một trong những idol kiểu mẫu của làng K-pop, nhưng Taeyeon vẫn là một mỹ nhân hướng nội. Không chỉ dễ ngại ngùng, Taeyeon còn thích đắm chìm trong không gian yên bình, cô thích ở nhà hơn là ra ngoài. Dù vậy, Taeyeon vẫn là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, ca hát, biểu diễn trên sân khấu hay giao lưu với fan đều không làm khó được cô nàng đâu nha. Mina. Choice mang hình tượng thiếu nữ vui tươi, trong sáng và tràn đầy năng lượng, thế nhưng cô nàng Mina lại là một người trầm lặng khác hẳn phong cách đấy. Trong các hoạt động giao lưu hay cần hoạt náo, thì Mina thường chỉ đứng quan sát và cười nhẹ nhàng, nhìn các thành viên khác tạo bầu không khí. Mina từng chia sẻ, vì tính cách nhút nhát mà bố mẹ hay bạn bè cũng đều không ngờ cô sẽ thành idol. Tuy nhiên sống nội tâm không có nghĩa là xa cách nhé, Mina vẫn rất hòa đồng với mọi người. Dio. Ai đã theo dõi EXO ngay từ đầu thì sẽ nhận ra ngay Dio là chàng trai trầm lắng nhất trong đội hình nhóm. Anh thường rất ít nói và chỉ đứng tại chỗ, còn gặp người lạ thì lại càng im lặng hơn. Chính chàng Mỹ Nam tài năng này đã tiết lộ rằng bản thân là một người trầm lặng, nhút nhát. Dù khả năng giao tiếp hay tạo bầu không khí của Dio hơi hạn chế nhưng tài năng của anh thì lại vô cùng nổi bật, không chỉ ở mảng ca hát mà cả diễn xuất. Có thể nói Dio hoàn toàn dùng năng lực để chạm tới trái tim khán giả chứ không cần một yếu tố phụ nào khác. Irene. Thêm một cô nàng trưởng nhóm nữa cũng có tính cách hướng nội điển hình, đó chính là Irene. Với vẻ ngoài lộng lẫy và khí chất sang như tiểu thư, Irene mang đến cảm giác sinh ra là người nổi tiếng, nhưng thật ra cô nàng lại trầm tính, sống nội tâm và thích ở lì trong nhà. Irene thường hay ngại ngùng, ít nói khi gặp người lạ. Để quen thân và thoải mái với ai đó, mỹ nhân này cũng cần một khoảng thời gian dài đấy. Với nghề nghiệp của mình, Irene cũng đã nỗ lực rất nhiều để cởi mở hơn ngày xưa rồi đấy.